Giờ mình nói gọn thôi ha. A Di Đà Phật nghĩa là tự bản tâm thanh tịnh, gọi là tự tánh thanh tịnh. Khi nào tâm mình thanh tịnh, lúc đó là A Di Đà Phật đó. Có nhiều khi trong cuộc sống người ta tới ta nói đủ thứ, ta nói oan, nói ức, nói trái, nói phải. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nghĩa là gì? Tâm mình thanh tịnh. Kể tâm thanh tịnh thì những cái lời oan ức, hơn thua gì đó không có tác động gì được mình. Vậy đi ha. Còn nếu mà tâm mình chưa tịnh á, có nói thiên kinh vạn quyển cũng không vô được. Chỉ cần tâm thanh tịnh là A Di Đà Phật rồi. Ví dụ bây giờ chuyện gì nó tới mình, A Di Đà Phật xong. Thôi anh có nói gì nói, tâm tôi thanh tịnh. Cũng giống như cái vị đệ tử đi chợ về, hỏi ngươi từ đâu tới, nói dạ con từ Los Angeles về. Ta đang nghe nói Los Angeles ồn ào lắm phải không? Nói dạ tâm con thanh tịnh. Ông thầy nói được, có khả năng đi chợ tiếp. Nghĩa là dù chợ búa có ồn ào nhưng tâm con vẫn an tịnh. Có nhiều khi trong cuộc sống người ta tới ta nói đủ thứ, ta nói oan, nói ức, nói trái, nói phải. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nghĩa là gì? Tâm mình thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh thì những cái lời oan ức, hơn thua gì đó không có tác động gì được mình. Mà mình không cần niệm lớn ra, A Di Đà Phật anh nói tiếp đi, A Di Đà Phật anh nói tiếp đi. Cái đó là mình chọc tức người ta đó, thấy không? Và A Di Đà Phật tự tánh, tự tánh mình biết thôi. Còn ngồi giải thích đó, thì có giải thích, có thể giải thích bốn chữ A Di Đà Phật một tháng trời dưới cái nghĩa đó. Nhưng bây giờ đã muốn nói ngắn gọn thì có quần ngắn gọn thôi. Bản tâm thanh tịnh. Bây giờ đối với các vị mà ta, nó có hai loại hỏi nha. Một, hỏi vì không biết. Hai, hỏi vì thách thức. Thì nếu họ hỏi vì không biết thì mình nói ngắn gọn cho người ta để ta nắm được cái ý ta tu. Khi nào tâm anh thanh tịnh, không còn phiền não, giận hờn, chấp trước là lúc đó anh trở về với A Di Đà Phật. Còn nếu mà mình hiểu rằng người ta hỏi vì thách thức để coi đấu giáo lý với mình thì đừng mất thời gian. Tại vì mình không phải là học Phật để đi đấu giáo lý. Mình học Phật để chuyển hóa tâm thức của mình.